mà ở chỗ núi cao hay là rừng sâu thì quả kia thì cả đồ công, thì cái quả đó, cái quả mà không hiểu đó, nó chỉ làm cho nhập công uổng sức tu hành mà không kết quả. Như vậy thì hai câu này Ngài nói rõ rằng cái người tu cốt phải thâm nhập, hiểu thấu được cái tính giác của mình. Mà nếu thâm nhập hiểu được tính giác của mình thì không cần phải ở đâu xa, mà chính ngay khỏi trần tục này, trong cái dòng thế gian này, chúng ta tu hành cũng là quý, cũng là đáng kiếm, đáng mến. Còn nếu trốn lên non trên núi tu mà không có hiểu được, không có thâm nhập được cái tánh giác của mình thì cái tu đó nó cũng chỉ là uổng công vô ích thôi, chứ không có kết quả. Cho nên quý vị, nếu khi nào đi núi đã thấy có nhiều người ham tu lắm, lên núi ở tu, tu liếu rồi cái ở nhé, lên đồng lên bóng, tu vậy nó thành cái gì? Thành Phật hay thành ma? Cho nên cái tu là cần phải biết, cần phải nhận cho ra cái chân thật của chính mình. Mình nhận được rồi thì ở đâu tu cũng quý hết. Bởi vậy nên cái bài phú gọi là cư trần, cư trần ở trong cái dòng trần tục, lạc đạo là vui với đạo. Còn mình lên trên núi mà vui với đạo thì chắc cũng không được ngay. Ngay đi khỏi trần mà vui với đạo, cái đó mới là cái đáng quý. Nguyện mong thân cảnh minh sư, quả bồ đề một đêm mà chín, phút gặp tình cờ tri thức, qua lưu đàm mấy kiếp đơn bông. Nói rằng người tu nguyện, tức là nguyện là cầu nguyện á, mong mỏi được gần gũi, thân cảnh là gần gũi với hàng bậc minh sư. Nếu gần gũi thân cảnh bậc minh, bậc minh sư rồi thì quả bồ đề chỉ một đêm mà chín. Sao quả bồ đề mau chín quá dễ? Đó, đây là nói cái câu chuyện của Ngài Huyền Giác. Ngài Huyền Giác, Ngài coi kinh, Ngài lãnh hội được cái chân tâm hay là Phật tánh. Nhưng mà rồi Ngài không có thầy, vì vậy mà Ngài mới tìm tới Luận Tổ Huệ Năng. Khi tới Luận Tổ Huệ Năng thì chỉ cần một buổi nói chuyện, nghỉ lại một đêm, Ngài viên mãn cái chỗ đạo lý Ngài đang tìm kiếm, tức là Ngài ngộ được. Như vậy thì sau này người ta gọi Ngài là Nhất Túc Giác, là chỉ ở một đêm mới giác ngộ. Để lấy cái kế đó mà để nó quả bồ đề một đêm mà chín. Chỉ là gặp thiện hữu kiến thức một đêm là quả bồ đề được viên mãn, chứ không có thiếu hay không có đợi dụng tâm lâu. Phúc gặp tình cờ tri thức, qua lưu đàm mấy kiếp đơn phong. Nghĩa là nếu mình có phúc, mình tình cờ gặp được cái người thiện tri thức thì cái qua lưu đàm mấy kiếp đơn phong, nghĩa là qua lưu đàm nó ngàn năm nó nở một lần. Mà nếu gặp thiện tri thức rồi thì trong thời gian ngắn đó, hay là một thời gian không biết bao lâu đó, nghĩa là nó sẽ đơm bông nở trái. Như vậy thì cái người tu đòi hỏi trước hết là gặp minh sư, gần gũi minh sư để tu học, hoặc là phải tìm kiếm cho ra những bậc thiện tri thức để mà tu. Nếu gặp minh sư thì cái quả bồ đề chính sớm, nếu gặp thiện kiến thức theo học được thì qua luân đàm mới nở. Đó là để chỉ cho cái giá trị của người tu. Chứ vậy thì người tu không phải ở trên rừng, trên núi, không phải ở
được những thiện hữu tri thức thì cái tu nó mới thành công, mới kết quả. Chứ còn lên non lên núi ở xa xôi chỗ vắng vẻ mà không hiểu đạo thì tu rồi trở thành ra lạc về tà chứ không phải là chánh. Bởi vậy nên cái người hiểu rồi, biết rồi thì phải cần cẩn thận khi mình xuất gia, mình tu hành phải có thầy, mà thầy đó là phải bậc minh sư thì cái tu của mình mới đến giác ngộ được. Cũng như những người mà mình nương nhờ học hỏi phải là bậc thiện trí thức thì như vậy qua ưu đàm mới nở. Chứ còn không phải minh sư, không phải thiện hữu trí thức thì chắc là khó mà giác ngộ được, khó mà đạt được kết quả trên đường tu hành. Đó là những cái lời nói, lời chỉ dạy của Ngài rất là thiết yếu. Ngày nay chúng ta tu thì chúng ta nhiều khi không biết lựa ai là minh sư, ai là thiện hữu trí thức. Thấy ở chùa nào, nơi nào có phương tiện sống được, ở yên tu được thì chúng ta tới, mà không biết đó có phải là những bậc minh sư hay không, đó có phải là những bậc thiện trí thức hay không. Nếu mà người tu không gặp minh sư, không gặp thiện hữu trí thức thì dù tu lâu cũng là uổng công, không có kết quả. Đó là cái lẽ rất thiết yếu mà trong nhà đạo luôn luôn nhắc nhở chúng ta, tu là phải thâm nhập, phải thấu hiểu như thế, chứ không nên có cái thái độ thời hợt, gặp đâu thì vào đó mà không biết chọn lựa. Cái đó là cái không tốt, cái đó nhiều khi một đời hy sinh của mình mà kết quả không là gì. Tôi thường hay nói với tăng ni, tôi nói rằng nếu chúng ta đi tu là bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ thân bằng quyến thuộc vào chùa tu, tu là muốn, là mong mỏi làm sao cho được giác ngộ, cho được thành Phật, nhưng mà vào chùa gặp nơi không có tu hành, chỉ làm những việc tầm thường thế gian, rồi như vậy thì đời chúng ta sẽ sao? Hy sinh một cả cuộc đời mà thu nặng kết quả không có gì hết. Cho nên cái đó là cái đáng ngại, đáng lo. Người Phật tử cũng vậy, chúng ta phải biết người nào tu là hàng minh sư, là hàng thiện tri thức, để mà gần gũi, để mà học tập, chứ không phải tới đâu theo đó, gặp đâu vui thì theo, mà không có nhận định thì cái đó là cái sai lầm. Đi con đường tốt mà rốt cuộc rồi không được tốt. Cho nên quý vị phải cẩn thận trên đường tu hành, không nên thời hợp. Đó là cái lời nhắc đến và chí lý. Đó là hết hội thứ ba. Giờ có hội thứ tư, tiền xem miễn cốc một lòng thì đòi mọi vật. Tiền tin xem, mình phải tin thấy cho rõ, miễn cốc một lòng nghĩa là miễn biết được một cái lòng, một lòng được cái biết tâm đó thì đòi mọi vật, thì các cái vật đó đều hết sạch. Như vậy thì chúng ta rất là giản đơn, miễn là chúng ta nhận được một cái tâm mình hay cái lòng mình, nói tiếng lòng là nói theo tiếng thường, còn nói theo tiếng Hán là tâm. Miễn chúng ta biết được tâm mình, thấu triệt được cái tâm mình thì mọi việc mê lầm ngay đó là hết. Một câu nói nó đơn giản mà thực là không phải giản đơn. Tại sao vậy? Là bởi vì quý vị thấy người tu mà được
nhất tâm. Nhất tâm tức là một lòng. Được nhất tâm á thì sao? Thì còn mê lầm thôi. Thì hết mê lầm. Thí dụ Phật dạy pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật tới từ nào? Nhất tâm bất loạn, đó là một lòng. Thì được nhất tâm bất loạn rồi thì hết mê lầm. Mà bây giờ quý vị niệm có được nhất tâm chưa? Niệm tới đâu đâu rồi? Và chưa nhất tâm tức là còn mê lầm. À, được tới đó thì mới hết mê lầm. Còn người tu thiền mà định, định tức là còn cũng nhất tâm, không còn một cái điểm nào khác, đó là nhất tâm. Mà nhất tâm thì các cái mê lầm đều hết, đều sạch. Còn một cái nghĩ, một cái suy tính nào đang sang lộn xộn thì còn mê lầm. Như vậy thì kiểm lại chúng ta sống với mê lầm nhiều tiếp. Chắc cả ngày hết 90% thời gian mình sống với mê lầm rồi, phải không? Còn được một tí nhỏ của phần trăm đó đó thì tỉnh thôi. Do đó thì nên tu, mà muốn hết mê lầm thì phải được nhất tâm. Nhất tâm chứ được một lòng, phải biết rõ cái chỗ nhất tâm đó thì các cái hoạt gì nó cũng sạch. Tại sao ở đây lại nói như vậy? Bởi vì lâu nay chúng ta cứ nghĩ tại sao mà tu cứ bỏ cũng cho nghĩ này nghĩ nọ, nghĩ có những cách cũng hay chứ, phải không? Nhất là quý vị có ngồi thiền, có niệm Phật, nhiều khi đương niệm Phật mà hồi chiều ai đó nói cái câu gì hơi tắt léo một chút, mình nghe mình không hiểu, đưa niệm Phật mình nhớ lại cái hiểu liền hay quá, mình nghĩ hiểu liền thì lúc đó có niệm Phật tiếp không, mặc nhớ cái câu mình hiểu hết, ôm tới vui hồn của niệm Phật. Còn người tu thiền cũng đệ bình thường có những cái đoạn hay là những câu kinh sách mình đọc mình không hiểu, để sau ngồi thiền yên lặng cái bỗng nhiên cái sáng ra cái câu đó, hiểu hay quá rồi phải ôm tới ôm luôn và bỏ không được đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái hay mà chúng ta nghĩ ra đó, cái hay đó nó không trở ngại gì để đạt không? Nếu mà chúng ta đang niệm Phật mà con nghĩ hay quá cái mình theo nó thì quên niệm Phật, đó là chướng ngại về niệm Phật. Còn đang ngồi thiền để cho nó yên mà nghĩ là con hay quá cái tiếp quan ôm tới lui thì nó làm chướng ngại cho cái định. Như vậy thì đó là cái trở ngại cho sự tu hành. Nhưng mà lại càng rõ hơn nữa, bởi vì chúng ta sống với vọng tâm, mà vọng tâm thì nó là cái nhân tạo nghiệp. Mà nếu chúng ta cứ chạy theo cái vọng tâm đó là chúng ta theo cái chỗ tạo nghiệp. Vì vọng tâm nó làm gì? Nó nghĩ chuyện hay, chuyện dở, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện hiền, chuyện dữ. Như vậy thì nghĩ chuyện hay, chuyện tốt thì chúng ta đang tạo nghiệp lành. Nghĩ chuyện xấu, chuyện dở là chúng ta đang tạo nghiệp dữ. Mà tạo nghiệp lành thì đi quả lành cũng là sanh tử. Tạo nghiệp dữ thì xuống quả dữ cũng là sanh tử. Bây giờ muốn thoát đi sanh tử thì phải sao? Phải chỉ một lần. Biết chỉ một lần, tức là chỉ nhất tâm, thì mọi cái mê lầm chạy theo nghiệp hết. Còn nếu mình không được cái nhất tâm thì cái mê lầm không bao giờ hết. Đó là cái chỗ thiết yếu mà Ngài nói chỉ có mấy chữ thôi. Miễn cốc một lần thì rồi ngoại hoàng, nên rồi là hết, là rảnh. Cho nên ta thường nói rảnh rồi đó. Rồi đó là rảnh ra, không còn những cái mê lầm nữa. Chuyển tâm đạo mới biến tam thân, đoạn lục căn nên trừ lục tạp. Như vậy thì
chúng ta tu phải sao? Chuyển tam đập mới tiến tam thân. Đây, cái thiết yếu đó. Tam đập là cái gì? Là tham sân si. Nhưng mà tôi nói si tham sân. Si tham sân đó là tam đập. Ba cái đập. Chỗ này tôi hay dẫn là trong kinh có một đoạn Phật dạy, khi đó Phật kêu các thầy tỳ kheo lại, Phật hỏi: này các tỳ kheo, nếu ở trong cái thất nhỏ ông ở mà có ba con rắn độc nó chung vào, nó ở chung với ông có ngủ được không? Bây giờ hỏi tăng đi, chúng ta nếu mà cái thất của mình có ba con rắn độc, rắn hổ lửa, hổ mây, hổ đất, bây giờ nó nằm ở trong cái cốc của mình ngủ được không? Quý vị ngủ được không? Đánh đi ngủ được còn la nữa chứ. Tại sao mình không chấp đủ la là có người này người kia tới cứu đuổi ra. Như vậy Phật nói rằng ba con rắn độc đó nó chưa phải là độc. Thì các thầy liền kêu bạch Thế Tôn, nếu còn rắn độc ở trong thất thì con ngủ không được. Phật bảo làm sao các ông mới ngủ ngon? Phật Thế Tôn phải đuổi nó ra hết, chúng con ngủ thì ngon. Còn một con rắn độc ở trong cái thất mình ngủ không được, đuổi hết ba rắn độc ra thì ngủ mới được. Thì Phật nói ba con rắn độc không độc bằng si tham sân hay là tham sân si. Tại sao? Vì ba con rắn độc nó cắn thì chỉ chết một thân này thôi, để ít chục năm cái mình sanh ra thân khác nữa, có thể mới. Còn các tham sân si tạo nghiệp dữ, nó dẫn mình đi luân hồi để được đạo không biết chừng nào hết. Thì như vậy cái nào độc hơn? Tham sân si độc hơn. Mà tham sân si độc hơn ba con rắn độc. Bây giờ thực tế để ba con rắn độc chỉ một con thôi, nó nằm trong góc thì tăng ni chúng ta ngủ được không? Cũng không được. Phút nữa là ba con, chỉ một con mà không chết ngủ. Bây giờ còn tham sân si thì năm nay nó vị nào thiếu không? Cái vị nào thiếu nó cho tôi nghe coi. Chắc con đủ á. Như vậy thì chẳng những một con mà tới ba con. Ba con nó đưa ở trong cái thân này, ở trong cái nhà mình. Như vậy mà ngủ ghét con pho không hiểu sao. Như vậy là gan của mình là tại sao? Quý vị nghĩ sao? Là tại gan quá không sợ, hay là tại sao? Không phải gan đâu, gan là đừng nói vậy mà mừng. Không phải gan, mà đó là tại cái si đậm quá đi. Thế nên không biết đánh đạo mà không biết, thì cứ ôm nó mà ngủ thì mình chết là hay. Chứ còn không có mà biết chịu khó đuổi xua nó ra. Như vậy thì nếu chúng ta không có si mê, chúng ta tỉnh táo đàng hoàng, thì quý vị có ai cam để một con rắn độc ở trong nhà mình mà mình nằm ngủ không? Chắc không ai cam hết. Nên ai cũng dù một con cũng phải đuổi ra. Vậy thì để kiểm lại tham sân si thì quý vị thấy nếu còn một cái cũng không yên lòng, phải không? Phải đuổi ra hết, như vậy mới an lòng và ngủ. Như vậy thì ba con rắn độc mà đuổi ra rồi thì sẽ ăn cái gì? Mình chứng được tam thân. Tam thân là pháp thân, báo thân và quả thân. Và Phật mới có tam thân. Như vậy đuổi ba con rắn độc ra khỏi nhà là mình thành thánh rồi, phải không? Thế ở cái có gì đâu, chỉ đi ra công rửa băng lấy độc ra khỏi nhà thì mình thành thánh, chứ khỏi.
chỉ cần chủ ban đó động ra khỏi nhà thì người đó thành thánh rồi. Bây giờ quý vị chịu chủ ban đó động ra không? Đến nhiều khi chúng ta tu tập cái này luyện cái kia cực nhọc quá. Tôi nói rằng nếu là giả sử mình tập tu thiền định ngồi thiền 2 tiếng 3 tiếng thực là cũng không tu lắm, mà nếu xả thiền ra ai đọc cái nỗi sanh thì sao? Thì thánh chưa? Thì ngồi mấy tiếng mà ra còn sanh cũng phải thánh, phải không? Rồi thấy cái gì đẹp cũng tham thì thánh chưa? Như vậy cho nên cái công phu tu của chúng ta là ở chỗ phải làm sao đuổi, làm sao dẹp được ba cái lãnh đạo. Nếu ba lãnh đạo nó ra khỏi thì chúng ta liền thành thánh. Cho nên ở đây Ngài nói chuyển tam độc mới chứng tam thân. Chuyển ba cái độc đó rồi thì mới chứng được pháp thân, báo thân và hóa thân như Phật. Còn nếu chuyển không được đó thì không bao giờ yêu. Như vậy một câu này nói chúng ta thấy tu thì bao lâu? Chuyển ba câu đó đọc thì bao lâu mới ra? Tu thì nào thế hết? Có ai dám nghe 3 năm, 7 năm không? Khách còn ai dám nghe hết? Tu hoài cả đời mà biết nó hết hay không? Đó là một cái điều rất là cụ thể. Đoạn luật căn nên trừ luật tặc. Mình tu mình phải dứt 6 căn để mà trừ cái 6 đứa giặc. Ở trên thì 3 con rắn độc, ở dưới này thì 6 đứa giặc. Ở trong thì mình phải đuổi 3 rắn độc tham sân si, ở ngoài thì mình đoạn mình dứt, đừng để 6 căn chạy ra 6 tầng. Mà nếu 6 căn chạy theo dính mắt với 6 trần thì mình thành cái gì? Nếu dính với 6 trần thì đó là mình diễm ô, mình đọa lạc. Còn cho nên nói nó là luật tặc đó, là 5 đứa 6 đứa giặc. 6 trần là 6 đứa giặc, đó là nếu mình mắt đuổi theo sắc, tai đuổi theo thanh, mũi đẹp đuổi theo hương, lưỡi đuổi theo vị, thân đuổi theo xúc, ý đuổi theo pháp trần, cứ như vậy dính mắt hoài thì chúng ta bị 6 tầng nó cướp hết cái thể tánh sáng suốt tinh thần của mình rồi. Cho nên gọi đó là luật tặc. Dính với 6 tầng thì cái tánh sáng suốt bị mất, cũng như hòn ngọc quý của mình bị mất vậy. Nên 6 tầng nó là 6 cái giặc. Như vậy 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Rồi lục tặc là cái gì? Cũng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, phải không? Tức là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, vân vân. Con mắt để thấy, lỗ tai để nghe, mũi để ngửi, tất cả cái đó đều có cái công dụng thấy, nghe, ngửi, nếm, vân vân. Nhưng mà nếu thấy, nghe, ngửi, nếm mà không có dính mắt ấy, thì nó là tốt. Còn nếu dính mắt ấy, thì đó là luật tặc. Bởi vậy quý vị thấy tượng Bồ Tát Di Lặc có những cái tượng để 6 đứa nhỏ đứa móc mắt, đứa móc lỗ tai, đứa đập cái lỗ mũi vân vân, phải không? 6 đứa con nít đó là để tượng trưng cái gì? Là lục tặc. Lục tặc đó nó móc như vậy, nó chọc như vậy, mà ngày sau ngày cười tự tại, không có bực bội gì hết. Đó là để nói lên rằng Ngài đã tự tại đối với 6 cái thứ giặc đó, mà tự tại sống với 6 thứ giặc đó, tức là Ngài đã không dính mắt. Như vậy luật căn mà không dính mắt thì gọi đó là luật thông. Còn mình dính mắt thì đó là luật tặc. Như vậy thì quý Phật tử nhìn lại mình coi, hiện giờ
luật gì? Chắc luật tài. Luật tài ở trong nhà thôi, của tiền chưa cũng hết. Bây giờ mới có được ít tiền dư tính để dành mua cái này kia hữu ích. Cái bất thành thấy cái món gì đó đẹp quá, vừa đi qua cây thì sao? Nó dính cái đó là bao nhiêu tiền trúc đó. Phải không? Như vậy thì nó là cái làm cho mình phải khổ, làm cho mình phải lăn lộn trong luân hồi sinh tử. Cho nên lục căn và lục đạt nó không phải là hai. Mà chỗ này tôi nhớ kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có từng dạy. Ngài A Nan hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, cái gì là căn bản, tức là cội gốc của phiền não sinh tử? Cái gì là cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn? Thì Đức Phật bảo sáu căn của ông là cội gốc phiền não sinh tử, rồi sáu căn của ông cũng là cội gốc Bồ Đề Niết Bàn. Tại sao vậy? Nếu sáu căn mà dính sáu trần đó là tội gốc phiền não sinh tử. Tôi nói ví dụ bây giờ quý vị nghe ai nói một tiếng khen mình thì quý vị vui buồn vui, còn cái ai nói một câu chê mình thì quý vị sao? Buồn đó. Thì bởi có vui bởi có buồn cho nên có thương có ghét. Buồn người đó nói tức là nặng mình cho mình ghét họ, còn nghe cái khen mình cái người đó thương mình khen mình rồi sanh thương mến. Như vậy mà có thương có ghét thì không còn coi, phải không? Như vậy thì chúng ta từ mắt, từ tai, từ mũi, từ lưỡi, từ thân, từ ý đều bị sáu trần nó gây, nó làm rối loạn, cho nên rồi mình sanh phiền não. Sanh phiền não thì tạo nghiệp trầm luân trong sanh tử. Vì vậy mà nó là cội gốc của phiền não sanh tử. Bây giờ nếu khen ai khen mình thản nhiên như gió qua tai, ai chê mình cũng thản nhiên như gió qua tai thì sao? Không có dính gì hết thì có buồn có vui không? Mà nếu không buồn vui, tai nghe không có mình không có buồn, mắt thấy đẹp xấu cũng không mình không buồn, vân vân, cho tới lưỡi ăn thích ngon thích dở cũng không có ưa và cũng không có giận, thì sáu căn được tự tại như vậy là mình sao? Là mình được ra khỏi luân hồi sinh tử, mà đó là cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn. Cho nên người tu là cái người sống tự tại trước những cái khen, cái chê, trước những cái xấu, cái tốt, mình không có phiền, không có buồn. Như vậy đó là chân thành. Tại sao? Bởi vì quý vị nghĩ cái khen, cái chê có thiệt không? Người đó họ muốn lợi dụng mình cái gì đó, họ khen. Thế là khen nó bắt mình làm dùng họ, thấy không? Hoặc là người đó họ có ác ý gì đó, mình không phải xấu, mà tiếp diện nó xấu mình, rồi cái mình giận. Như vậy thì cả đời chúng ta bị quay bởi những cái chung quanh thương ghét buồn giận rồi phiền não hoài. Nếu mà tất cả cái đó chúng ta tự tại, không dính không kẹt thì hạnh hơi chưa? Như vậy thì nếu không dính trong sáu trần thì chúng ta là cái người giải thoát rồi, cho nên nó là Bồ Đề, là Niết Bàn. Còn dính với nó thì phiền não là sanh tử. Như vậy quý vị thấy tu có gọn không? Có đơn giản quá không? Khỏi nói mình học tới mấy bộ kinh hay là mấy cái bộ chú gì hết được.